giáng chức giám đốc CDC Thanh Hóa. Chở quan tài đến trụ sở xã La Hét, live stream, xúc phạm cơ quan công an. Chống tham nhũng đã khởi tố 2 cựu thiếu tướng, nhiều cán bộ tòa án, viện kiểm sát. Người muốn nộp 2.500 tỷ đồng thay cho Nguyễn Thái Luyện đã quay xe. Giáng chức giám đốc CDC Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, ông Lương Ngọc Trương bị giáng chức làm phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa xác nhận, đơn vị này đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Thanh Hóa. Đối với ông Lương Ngọc Trương, đồng thời có quyết định bổ nhiệm ông Trương giữ chức phó giám đốc CDC Thanh Hóa trong thời hạn 5 năm, có hiệu lực từ ngày 8 tháng 5. Trước đó, cuối năm 2022, ông Trương từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm các quy định trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ông Trương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa. Đầu tháng 4, ông Hùng đã có đơn xin nghỉ việc để đi chữa bệnh. Chở quan tài đến trụ sở xã La Hét, live stream xúc phạm cơ quan công an. Thưa quý vị và các bạn, do không thống nhất thỏa thuận sau tai nạn giao thông, Tính đã lái xe tải chở quan tài chứa tử thi nạn nhân đến sân trụ sở Ủy ban Nhân dân xã La Hét, live stream phát ngôn xúc phạm chính quyền. Công an tỉnh Lai Châu cho biết ngày 10 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các cơ quan liên quan thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hàng A Tính, 38 tuổi, ở xã Sơn Bình, huyện Tam Đường về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 23 tháng 4, trên quốc lộ 4D đoạn qua bản Tân Hợp, xã Sơn Bình, xảy ra vụ tai nạn giao thông, hậu quả là một người bị thương nặng sau đó đã tử vong. Do không thống nhất được thỏa thuận dân sự nên khoảng 15 giờ ngày 25 tháng 4, Hàng A Tính chở quan tài chứa tử thi nạn nhân vòng hoa cùng nhiều người khác kéo đến sân trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Sơn Bình nhằm gây áp lực đòi chính quyền và cơ quan pháp luật phải gọi lái xe liên quan tai nạn đến giải quyết. Mặc dù được chính quyền và các cơ quan chức năng giải thích, vận động nhưng nhóm người này không đồng ý. Một số người còn la hét, dùng điện thoại live stream, gây kích động, xúc phạm chính quyền, xúc phạm cơ quan công an. Không dừng lại ở đó, lúc 17 giờ 25 phút cùng ngày, Hàng A Tính tiếp tục lái xe đến sân trước dãy nhà làm việc giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân xã để một số người tập trung khiêng quan tài, vòng hoa lên trên thùng xe đặt xuống sân, sau đó Tính lái xe về nhà. Sau nhiều giờ giải thích về quy trình điều tra vụ tai nạn giao thông cũng như các chính sách pháp luật khác, khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, gia đình người bị nạn đã nhất trí mang quan tài về mai táng. Theo cơ quan công an, hành vi của những người nói trên đã gây cản trở công tác thường xuyên của Ủy ban Nhân dân xã Sơn Bình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý nghiêm. Chống tham nhũng đã khởi tố 2 cựu thiếu tướng, nhiều cán bộ tòa án, viện kiểm sát. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay có 2 thiếu tướng đã nghỉ hưu trong lực lượng vũ trang bị khởi tố cùng nhiều cán bộ khác trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo đó, từ sau phiên họp 23 tháng 1 năm 2023 đến nay, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới tích cực, đồng bộ, hiệu quả hơn ở cả Trung ương và địa phương. Trong đó, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố điều tra 1.099 vụ, trên 2.411 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế, khởi tố mới 242 vụ án, trên 864 bị can về tội tham nhũng, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đã khởi tố mới 4 vụ án trên 24 bị can, khởi tố thêm 78 bị can trong 11 vụ án, kết thúc điều tra 3 vụ án trên 88 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 8 vụ án trên 153 bị can, xét xử sơ thẩm 6 vụ án trên 51 bị can, nhất là đã chủ động phát hiện, quyết liệt đấu tranh mở rộng điều tra khởi tố mới nhiều bị can trong nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực lớn, phức tạp, có tính hệ thống, có tổ chức, liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương cả trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân, như các vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm, một số địa phương vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số đơn vị liên quan, vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan, các vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các vụ án, vụ việc liên quan Công ty IC và các đơn vị liên quan. Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 100 tổ chức đảng, hơn 3.600 đảng viên. Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng, 26 cán bộ cấp giám đốc sở và tương đương trở lên. Trong đó có 1 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 3 chủ tịch,
nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hai sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Các cơ quan chức năng qua kiểm tra thanh tra, kiểm toán đã chuyển 137 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật, kiến nghị xem xét xử lý hành chính 232 tập thể và 1.146 cá nhân, khởi tố nhiều cán bộ trong cơ quan phòng chống tham nhũng. Công tác phòng chống tham nhũng trong các cơ quan có chức năng, phòng chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng tăng cường. Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật, xử lý hình sự nhiều trường hợp vi phạm trong lực lượng này. Điển hình như khởi tố điều tra hai thiếu tướng đã nghỉ hưu trong lực lượng vũ trang, hai cán bộ tòa án nhân dân và một cán bộ viện kiểm sát nhân dân, 14 cán bộ thanh tra giám sát của các cơ quan thanh tra chính phủ, ngân hàng nhà nước, kiểm toán nhà nước, ủy ban giám sát tài chính quốc gia và 12 cán bộ thanh tra các địa phương. Xử lý kỷ luật 12 cán bộ là viện trưởng, phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, trưởng phòng, trưởng công an một số huyện, thành phố của tỉnh An Giang. Nhiều địa phương đã khởi tố cả cán bộ là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc, phó giám đốc sở, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện như Cao Bằng, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thời gian tới, Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, trong đó chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai, không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Đây chính là một biểu hiện của tiêu cực, gây nhiều hệ lụy xấu, làm chậm sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, vì vậy cần tập trung chấn chỉnh khắc phục ngay. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, nhất là các vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, tập đoàn FLC Tân Hoàng Minh, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty IC, cục đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm tỉnh thành phố. Người muốn nộp 2.500 tỷ đồng thay cho Nguyễn Thái Luyện đã quay xe. Thưa quý vị và các bạn, người đề nghị thay bị cáo Nguyễn Thái Luyện khắc phục 2.500 tỷ đồng thiệt hại bất ngờ. Khắc phục 2.500 tỷ đồng thiệt hại, bất ngờ bỏ cuộc vì sợ rủi ro. Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm thực hiện. Tại phiên tòa, bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện, đã đến tòa sau 2 ngày vắng mặt vì lý do sức khỏe. Bị cáo Mai là giám đốc tài chính của công ty Alibaba. Bị cáo kháng cáo kêu oan, song tại tòa bị cáo Mai thay đổi sang xin giảm nhẹ hình phạt. Trả lời hội đồng xét xử về khả năng ông Lê Viết An thay vợ chồng bị cáo khắc phục 2.500 tỷ đồng thiệt hại trong vụ án, bị cáo Mai cho biết ông An vừa là bạn bè thân thiết vừa là nhà đầu tư. Bị cáo Mai nói, ông An có thiện chí đề nghị tòa án công nhận giao đất đang bị kê biên cho ông An. Tuy nhiên sau khi được tòa án mời làm việc và giải thích, ông An cảm thấy bỏ ra số tiền lớn mà rủi ro cao nên đã rút đề nghị khắc phục thiệt hại thay. Như đã thông tin tại các phiên xét xử trước đó, hội đồng xét xử cho biết quá trình giải quyết vụ án, ông Lê Viết An có đơn đề nghị thay bị cáo Luyện và Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện khắc phục toàn bộ 2.500 tỷ đồng tiền thiệt hại. Đổi lại quyền sở hữu bất động sản của Alibaba đang bị kê biên trong vụ án sẽ được chuyển cho ông An. Hội đồng xét xử đã mời ông An đến làm việc và giải thích nếu ông An có thiện chí giúp đỡ và muốn khắc phục hậu quả thay bị cáo Luyện, thì tòa sẽ ra thông báo để ông An đến cơ quan thi hành án nộp tiền. Tòa sẽ xem đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Tuy nhiên, hội đồng xét xử không có quyền công nhận hợp đồng mua bán giữa Luyện và ông An. Đây là quan hệ dân sự, nằm ngoài phạm vi xét xử của vụ án này. Đồng thời, hội đồng xét xử cũng không thể hủy lệnh kê biên. Tuy nhiên, đến nay, ông An vẫn chưa có động thái nộp tiền. Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Luyện về khả năng ông An nộp tiền khắc phục hậu quả thay mình, thì bị cáo Luyện cho biết do đang bị tạm giam chưa thể liên lạc ông An để trao đổi. Tòa đề nghị bị cáo thông qua luật sư hoặc vợ đang tại ngoại để trao đổi với ông An về việc trên. Hội đồng xét xử cũng cho biết đã có thư mời ông An tham dự phiên tòa với tư cách là người có liên quan đến yêu cầu kháng cáo của bị cáo Luyện nhưng ông An không đến. Chủ tọa nói nếu ông An hoặc bất kỳ cá nhân nào đồng ý khắc phục thay cho bị cáo thì chúng tôi cam kết làm thông báo cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Luyện có trách nhiệm bồi thường 2.500 tỷ đồng, đồng thời kê biên khoảng 5 triệu mét vuông đất.